Chị cứ bình tĩnh đi. Đã có chúng tôi giải quyết rồi. Là nam hay nữ vậy anh Trung? Là nữ. Cô ta bị chết cháy à? Có vẻ bị giết trước khi đốt cháy. Trời mưa cả đêm qua mà. Em không thấy dấu giày hay vết chân gì hết. Dù đất bùn dễ ghi dấu lại lắm. Rất có thể hung thủ đã đốt ở đâu rồi mới đem đến đây. Chính xác. Vì nếu không, cơn mưa dài như đêm qua không cho hung thủ đốt cháy nạn nhân tới mức không còn nhận dạng được như vậy. Chị đã bình tĩnh hơn chưa? Vậy chị có thể kể lại mọi chuyện hồi sáng này. Hồi sáng thường tôi thường đi làm sớm. Tôi thấy lạnh xuống sống lắm. Tôi thấy ớn ớn. Tôi lại gần nhìn kỹ thì lúc đó chị có thấy ai khác nữa không? Thiệt tình lúc đó tôi không có thấy gì nữa hết á. Chị nên cố gắng nhớ lại xem ngay lúc đó chị có thấy ai ở gần đó hay là đi đường không. Có một ông đi xe ba gác máy. Chị có thể tả người đàn ông đó hình dáng như thế nào rõ hơn được không? Mập mập, đen đen, nhìn hơi lớn tuổi á. Còn đặc điểm nào mà chị thấy ấn tượng hơn không? Tôi không có chú ý kỹ. Chị nhớ xe ba gác máy màu vàng. Chị có thể về rồi. Nhưng mà trong thời gian này chị đừng có đi đâu xa nha. Sao không cho tôi đi đâu vậy? Chúng tôi cần chị để hợp tác điều tra. Vì chị là người duy nhất phát hiện ra nạn nhân. Cảm ơn chị.
Toàn bộ cơ thể bị đốt cháy và biến dạng. Khuôn mặt và các chi bị cháy đen, không thể nhận dạng được. Ổ bụng bị cháy nham nhở gần hết. Hộp sọ nạn nhân có dấu hiệu bị một vật cứng đánh vào, chứng tỏ là nạn nhân không bị chết tại chỗ. Có thể nạn nhân bị giết từ một nơi khác. Có gì cho tôi kết quả sớm nhất? Chắc có lẽ phải 8 giờ sau mới có kết quả. Vì chỉ còn cách gửi xương đi giám định ADN. Được rồi, cảm ơn cậu. Chị, nhà này có người ở. Chủ hộ tên là Trần Văn Tư, sống độc thân. Không tra được số điện thoại hả chị? Không tìm thấy. Vậy thì chúng ta chờ. Thu Phương, cửa sao không khóa? Bông trang đỏ và hình thờ của một đứa bé. Chị tính đi đâu hay sao mà soạn quần áo nhiều vậy? Chú là ai vậy? Tôi ở cơ quan điều tra. Tha cho tôi đi mà. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Chị nói sao vậy? Tôi thấy cái xác đó tôi sợ lắm rồi. Sao mà con người lại bị hại dã man như vậy? Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm à. Chị à, chị bình tĩnh đi. Chúng tôi đang điều tra truy tìm hung thủ. Không phải đâu, tôi không phải hung thủ đâu mà. Nè, tôi đâu có buộc tội chị gì đâu. Tôi không phải hung thủ đâu mà. Nè, chị bình tĩnh đi. Tôi không phải hung thủ đâu mà. Chị, đứng lại. Chị đứng lại. Lại. Ông Mập chạy chiếc xe ba gác màu vàng. Rút đi. Đừng có chạy theo tôi. Đứng lại. Chị ơi, chị ơi. Chị có sao không vậy? Chị ơi, tỉnh lại đi chị ơi. Chị. Chị ơi.
Chào chú. Trời, làm hết hồn mà. Mấy cô là ai? Chúng tôi ở đội chuyên án thành phố. Mấy cô tới đây làm gì? Hôm nay chúng cháu đến đây gặp chú là để hỏi chú chuyện của sáng nay. Thôi thôi, tôi đi làm mới về mệt muốn chết à. Không hỏi han gì hết á. Mấy cô đi về giùm tôi đi. Điều tra cái gì mà điều tra. Sáng nay đi ngang cánh đồng, chú có nhìn thấy người phụ nữ này không? Xin lỗi, có thể cho cháu hỏi bức ảnh đứa bé này là... Là con tôi đó. Vậy vợ của chú đâu? Sao lại điều tra tôi? Tôi có tội gì? Mấy cô nói coi. Chị tỉnh rồi hả? Chị thấy trong người sao rồi? Tôi thấy sợ lắm. Tôi muốn về quê với gia đình của tôi. Thôi được rồi, nếu vậy chị cứ ghi lại địa chỉ ở dưới quê giúp cho tôi đi. Tất cả những gì tôi biết tôi kể hết mấy anh chị nghe rồi mà. Chị cứ ghi đi, không có gì đâu. Sao thẫn thờ vậy? Một tấm ảnh thu được ở hiện trường, có kết quả ADN rồi. Xác định được nhân thân rồi hả anh? Cô Thương. Cô Thương sao? Mẫu tóc này là của cô Thương. Tại sao tóc của cô Thương lại ở đó? Ở hiện trường của một vụ án nghiêm trọng và tàn nhẫn như vậy. Chỉ có hai khả năng. Một là của hung thủ, còn hai tôi có chính cái xác. Phải làm như thế nào để nói cho anh Trung biết? Ai cũng biết là anh rất có tình cảm với cô Thương. Trung à, cậu có nhớ nhóm tóc thu được ở hiện trường không? Nhớ chứ. Cậu đã xác định được rồi hả? Ừ, đó là của cô Thương. Thương? Họ tên đầy đủ. Cô Thương, học trò của anh.
ông ấy vẫn ở trong phòng cách ly, tiếp tục các đợt điều trị, hóa trị, xạ trị. Nhưng suốt cả tuần nay không thấy con gái đến thăm. Vậy luôn hả bác sĩ? Cô gái rất thương cha, giờ không thấy đến nên tôi thấy hơi lạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Thôi, tôi đi làm việc, chào anh chị dạ. Nha. Cả một tuần nay mà Thư không đến thăm ba thì đúng là lạ đó. Mình phải báo cho Bảo Trung biết. Nằm xuống, bộ quá. Đúng rồi. Tốt. Anh Trung, mai vừa nghe chuyện. Bây giờ phải chờ kết quả giám định ADN từ xương của nạn nhân mới có kết quả chính thức được. Nhưng dù đó có phải là Thương hay không, việc có tóc Thương ở hiện trường cũng là một điều đáng để lo ngại rồi. Ráng chờ thêm mấy tiếng nữa, biết được nạn nhân là ai thì lúc đó chúng ta mới có thể bắt đầu mọi thứ được. Đương nhiên là chúng ta phải chờ để biết nạn nhân này là ai. Nhưng vì tính chất nghiêm trọng, hơn nữa lại có tóc của cô Thương, nên không loại trừ khả năng nạn nhân có mối quan hệ với nhóm của lão phù thủy. Phù thủy hả? Từ trước đến giờ, những lần ra tay, lão đều dùng một phương thức là tiêm ma túy quá liều gây ra ngộ độc. Chị Mai và Thu Phương có tìm thêm được gì không? Dạ thưa sếp, tìm được một người đàn ông nhưng tính rất kỳ lạ. Đây là người đàn ông được cho là độc thân, nhưng lại nhận đứa bé này là con của mình. Cứ tiếp tục điều tra theo hướng đó đi. Dạ rõ. Em có điều này muốn nói. Anh có muốn nghe không? Có gì đâu em rào trước đố sau vậy? Nói đi. Vì em cũng không chắc lắm, nhưng mà em có một cái cảm giác rất là kỳ lạ. Cái xác chết đó em thấy quen lắm. Cái xác tới như vậy, cô nhận ra người ta nó đâu mà quen chứ không quen. Vì trong bộ dạng của xác chết đó có một cái gì rất là khổ đau. Hung thủ ra tay một cách tàn nhẫn như vậy thì số phận của nạn nhân cũng đã tang thương lắm rồi. Em cảm thấy như vậy cũng đúng thôi. Em không biết, nhưng mà cái xác chết đó em vẫn có cảm giác rất quen. Cũng có thể dạo gần đây có chuyện giết người hơi nhiều, tàn nhẫn hơn, dã man hơn, cho nên cảm thấy như vậy. Cũng có thể. Mặc dù lâu nay chứng kiến rất nhiều vụ án rất dã man, nhưng khi nhìn cái xác đó, tự nhiên em lại cảm thấy đau lòng. Sao anh ngồi ở đây? Đột nhiên tôi lại nhớ một kỷ niệm mà tôi và Thương cùng ngồi trên cái ghế đá này. Anh còn kỷ niệm nào lãng mạn hơn là kỷ niệm ở nhà xác này không? Đối với một người như tôi, tìm được một người đồng cảm với mình, hiểu mình là rất hiếm. Cho nên tôi rất quý Thương.
Mọi người ai cũng quý cô ấy mà. Con đang ngủ, sao con đi đâu vậy? Con bị mộng du hả? Trước đây con chưa bị tình trạng này bao giờ. Chắc là có khi cũng quá sức. Tự nhiên con lại mơ thấy cô kỹ nữ Anh Thư. Cái cô mà con đã theo dõi đó hả? Dạ. Con gọi cô Anh Thư là kỹ nữ à? Dạ. Thật ra cổ là gái điếm, nhưng cô ta có tài ca hát, nhảy múa, mộng mị liêu trai lắm bà. Nhưng mà cô ta có gì mà khiến con nằm mơ? Ba biết con gái của ba là đứa hay nhạy cảm mà. Không sao, ba sẽ kê toa thuốc, bảo đảm con sẽ ngủ ngon. Cảm ơn ba. Ừ. Chắc có lẽ là đội của con mới tìm ra một cái xác chết cháy. Ừ? Cho nên con mới bị ám ảnh như vậy. Trời đất ơi, con mong là đội của mình sẽ sớm tìm ra được hung thủ. Ủa, sao cậu chưa về nhà? Dạ, em đang chờ kết quả giám định ADN. Chắc cũng sắp có rồi. Dạ. Ủa sao giờ này anh chưa về nhà? Về nhà cũng buồn, nên anh ở đây luôn. Alo, sao lại hẹn vào sáng mai hả? Mai làm việc gì mà chậm dữ vậy? Thôi được rồi, làm ơn sớm giùm tôi, sáng mai nghe. Ừ. Chưa có hả? Ừ. Lại hẹn vào sáng mai nữa.
Sếp, đã có kết quả giám định. Thu Phương, giúp giùm anh cái này. Bắt đầu đi. Dạ. Dạ rõ. Đêm qua em mơ gặp anh Thư. Sao cô vô đây được? Tôi đi tìm cô. Tìm tôi? Để làm gì? Tìm cô để cô giúp tôi. Tôi không muốn ở vũ trường và không muốn đi tiếp khách. Tôi không muốn dính vào ma túy và không muốn uống rượu. Tôi chỉ muốn là có ba mẹ thương tôi. Cô nói với tôi à? Vậy cô nói điều này với tôi để làm gì? Vì khi tôi còn sống, tôi chưa bao giờ nói ra điều đó. Anh Thư, cô ấy đẹp và buồn, có khi đau đớn, cũng có khi rất nổi loạn. Em đang nghĩ tới nạn nhân anh Thư hả? Em đang nghĩ tới cuộc đời của cổ. Chưa tìm ra được đường dây ma túy lớn nhất thì đã có biết bao nhiêu người phải trả giá. Tại sao mấy lại sơn chiếc xe này lại? Có phải để che đậy dấu vết gì không? Hoặc dạ,
Chính đây là phương tiện di chuyển xác chết. Anh muốn hỏi gì? Chúng tôi muốn biết anh đi đâu và làm gì vào ngày 11 tháng 5. Không phải các anh đã biết hết rồi sao? Trả lời đi. Ở ba. Anh ở đó bao lâu? Cả ngày. Có ai nhìn thấy anh ở đó không? Anh Thương. Anh thừa biết. Anh Thương bây giờ không thể làm chứng cho anh được nữa mà. Các anh có thể kiểm tra camera trên màn hình. Vậy à? Các anh nghĩ tôi giết anh Thư à? Chúng tôi không loại trừ bất cứ ai. Để mau chóng tìm ra hung thủ. Được thôi, cứ hỏi đi. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì. Mặc dù trước đó hắn rất yêu cô anh Thư, tới mức bất chấp cả việc hắn là anh em cùng mẹ khác cha với anh Thư. Cha em nói là mẹ em đi xa, nhưng mà lúc nào cũng trấn an. Rồi sẽ có một ngày mẹ quay trở về, như hồi em còn nhỏ đó. Mỗi lần em nhớ mẹ, vừa khóc và vừa đòi. Bởi vậy cha để tấm hình này nè, cho em ngắm, ngắm cho đỡ thấy nhớ. Mà 20 năm rồi, thấy mẹ quay về đâu. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc, tôi nhớ cái lần mà em xuất hiện ở nhà xác. Tôi thấy em mạnh mẽ và can đảm lắm. Không ngờ. Mà thôi, không sao. Em khóc nhìn cũng đẹp lắm. Đừng có sợ, cứ khóc thoải mái đi, càng khóc càng đẹp.
thầy cứ chọc em hoài. Đời mấy ai luôn hạnh phúc đâu.